Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Nhảy vô luôn. Thì mình sẽ đi lại một chút quá khứ, bắt đầu từ cái sóng số 1 lớn, số 2 và vân vân và vân. Giá của BTC bắt đầu leo thang từ 38 600. Năm sóng đi lên 1 2 3 4 5 tạo sóng 1 lớn. Ba sóng hồi 1 2 3 đó là sóng số 2. Đây là những thông tin mình đã lan tỏa Qua cả bao nhiêu chục cái video vừa rồi Cả trăm cái video vừa rồi Đây mình sẽ đi lại cho bạn thôi Vừa rồi là từ 2 lên 3 Ok Gọi là từ giá của sóng số 2 bắt đầu Từ con giá của 41.000 Và nó leo lên tới Leo lên tới Là con giá là 73.800 Sau đó nó có 3 sóng hồi 1, 2, 3 Đây là sóng số 4 Thì ngay bây giờ cái trường hợp á là nếu mà nó đi lên luôn nó chọn lựa cái sóng đỏ ngay cái sóng đỏ này 1 2 nè 3 nè 4 nè 5 nè có nghĩa là sóng số 3 sẽ lên tới cái vùng còn giá 81 nếu nó chọn lựa chuyện đó xảy ra Ok thì sóng số 4 đã kết thúc ở đây và sóng số 5 đang được diễn ra đang được diễn ra rơi vào con giá 80 90 100 okay. ít nhất là 90 100 chứ không phải là 80 mình xin lỗi okay. cái đó là sóng số 5 Okay. Rồi sau đó là mình có ba cái sóng hồi 1 2 3, ba cái sóng hồi quay đầu. Quay đầu chưa? Trở lại. Ok. Thì cái đó là cái trường hợp lên 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 và lên có nghĩa là nó sẽ đánh vỡ được cái con giá 67 và lên luôn con giá 79, con giá 81. Giá 81. Ok, 81. Ok. Nhớ đó là cái vùng Đó là cái vùng chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn. Ok. Thì xin lỗi bạn mình nên tắt cây yellow <laughs> à, lúc quay quay. Ok. Thì đó là cái trường hợp lên 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 và lên. Ok. Nếu nó đánh vỡ được con giá 67 thì cái sóng sóng đỏ này được diễn ra. Ok. Và có nghĩa là sóng số 4 đã kết thúc ở đây. Nhưng nếu mà nó quay đầu xuống lại, nghe nó quay đầu xuống lại thì đó sóng số 4 sẽ được dời qua bên đây, từ đây qua bên đây chứ không có gì hết. Và đây là cái chống lưng của sóng số 4 Con giá 61.800 61, 61 800, cho tới 50.800 Đó là nguyên một cái khung như vậy nó sẽ rơi rơi vào Thì cái trường hợp đó xảy ra đó Thì vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn Đây là sóng A Đây là sóng B Và đây là sóng C Là C lớn rơi vào những con giá này Và cái suy nghĩ vẫn vậy là ABC xác suất là diễn ra là cao nhất, có nghĩa là A Ok B Sau đó C Sẽ rơi vào những con giá Giá này Trong đó rõ ràng là mình cộng cho bạn rất là nhiều cái sóng nhỏ Nhưng mà để Để mình biết Nó là chỉ là cái sóng B thôi Hay nó là, nó là cái sóng số 3 lần Thì nó là cái khoảng cách là giữa con giá 76 cho dưới Cho tới 81 Sóng số 3 nó sẽ đạt được 81 lần Ít nhất là 81 Ok Còn sóng B này á, Nó sẽ lên đầu khoảng cỡ cái vùng 73 cho tới 76 Và mình nói 76 như vậy có nghĩa là nó có thể lên tới 75 thôi nên nó sập cũng được chứ không phải là không và nó sập thì nó rơi vào những con 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 giá này thì đây mình sẽ đi vô chi tiết chút xíu thì vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn đây là những cái mức giá nghe đây là những cái mức giá mà nếu nó rơi rẫm tới nghe đây à, đây là ba cái vành đỏ nếu nó rơi rẫm tới á, thì nó sẽ chọn lựa cái con đường là sống sống c này thôi chứ không có gì hết ok và trong cái sóng C này từ B xuống C này á, thì mình cộng cho bạn thêm 5 cái sóng nhỏ nữa thì vừa rồi mới được cộng vô. Thì đây, uh, gọi là hơi hơi khó có khó, khó coi. Đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3 của nó. Ok. Đây là sóng 4 và đây là sóng 5. Nó cùng màu với nhau, cùng màu với nhau. Ok. Thì từ uh, từ 2 lên 3. Ở cái tên 3 nó cũng có 5 cái sóng đỏ, sóng nhỏ là cái sóng đỏ của nó. Đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sống 3, đây là sóng 4 và sống 5. Còn mình cộng thêm để, để cho nó có một chút chi tiết để bạn dễ hiểu hiểu cái con đường. Nhưng mà để ngay bây giờ con giá là 71 000 Tắt đi tất cả mọi thứ, mình mới cộng thêm một thứ nữa 71 000 và vừa rồi nó lên nó cố gắng đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó. Mình đang nằm trong khung 4 giờ nghe, cố gắng đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó và cái con, cái đỉnh vừa rồi của nó đó rơi vào con giá là 71 300 Ok, và con giá vẫn vậy, con giá cũ là 71 600 Ok, rồi sau đó là 72.800. Ba cái vành xanh. Ok, đơn giản ba cái vành xanh, nếu nó rờ được 71.300 thì xác suất sẽ được tăng lên là 55%. Lên 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 lên. Cắn được 71.600, 60% là lên 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 lên. Cắn được cái cổ đỉnh vừa rồi cuối cùng của nó. 72.800 đúng không? 72.800 thì ok. 70% là nó nói lên là lên 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 rồi. Lên rồi. Cắn ba con này đây là cái đóng dấu đầu tiên để nói lên cái câu chuyện lên ok xóa bớt cái này luôn đi ok vành xanh vành xanh vành xanh còn cắn vành đỏ đúng không cắn vành đỏ đây ok 67.500 66.200 65.500 sáu mươi khoảng cỡ sáu mươi là cái đấy vừa rồi của nó đây đấy vừa rồi của nó ok thì cắn và ba vành đỏ này cắn đầu tiên ok cắn đỏ nó rơi dưới con giá này ba tới 3 tới 5 tiếng thì cái phần trăm được tăng lên là 55% là xuống. Cắn con giá này 62.000, nhớ là 62.200 nha. Yeah. 62.200 thì xác suất đổi luôn là khoảng cỡ 60 65% là nó xuống luôn rồi. Cắn dưới con này 70 65.500 là cái đáy vừa rồi của nó thì xác suất là là xuống 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 có nghĩa là sóng số 4 đang được diễn ra, sóng số 4 lớn chứ không có vết và rơi ra những cái cái khu vực này là cái vùng thù gòm. Cái vùng thù gòm. Nhớ mình vẫn nói ABC là xác suất xảy ra cao nhất Còn cái màu này ABC nghe tới khi tới khi làm chi tới khi nó đánh vỡ được con giá 76 Ok đánh vỡ được 76 thì mình sẽ đổi cây sóng nó là cái sóng đỏ lên được khoảng cả 81 và lên 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 và luôn Rõ ràng lúc nó bò lên như vậy từ 2 lên 3 sóng đỏ đúng không từ 2 lên 3 từ 2 lên 3 thì mình muốn rõ ràng là mình muốn năm sóng xảy ra nè mà nói năm sóng xảy ra mình muốn năm sóng xảy ra và sau đó là nó có ba cái sóng hồi Ta cứ nghĩ là nó sẽ lên tiếp cái vùng là gì? 90 và tới 100. Ok, ba cái sóng hồi ở đây. À, và lúc mà sóng số 3 được diễn ra đúng không? gọi à, là những cái sóng đỏ nhỏ này diễn ra thì rõ ràng nó phải cắn và ít nhất nó phải cắn cái con giá là 72.000. 72.000 800 72.800 ok thì đó là cái ba hai cái ba yêu cầu. Nếu nó lên đúng không nó cắn vào những cái con giá này, ok những cái con giá xanh này những cái vòng xanh này không chỉ vậy nó là năm sóng đi lên ok hai ba bốn 5 năm sóng đi lên ba sóng hồi sau đó mình có ba sóng hồi ok ba sóng hồi ok thì mình biết là nó sẽ lên luôn con giá 90 cho tới 100 còn ngay bây giờ bạn tắt đi tất cả mọi thứ là nó vừa rồi là nó bập bên thôi nó cũng chưa đánh vỡ được cái đỉnh vừa rồi của nó ok và vừa rồi nó cũng chưa đánh đánh cái đáy vừa rồi của nó nó đang nằm trong một cái không gian gọi là chính giữa trong chính giữa đây. Đây là cái đỉnh vừa rồi của nó. Nó vừa rồi nó rất là gọi là nó rất là cố gắng để đánh, đánh vỡ nhưng mà đánh không được. Ok. Um, thì để ý là những cái giờ tới đây nó có hồi lại không hay là nó bập bên, nó sẽ đi sideways, chỉ là ngang 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 tới khi nó phá vỡ. Cái đỉnh vừa rồi của nó là 71.300, đúng không? Hoặc, hoặc cái đấy vừa rồi của nó. Ok, cái đấy vừa rồi của nó là rơi vào con giá là 67.500. 67.500. Ok, nó đang nằm trong cái khung như vậy. 67.500. Và 71.300. Ok thì hai cái khung đó là cái con giá đầu tiên nó quan trọng nó nói lên câu chuyện. Ok thì đây mình vành nó một cái màu khác đi ha. Mình vành nó thành một cái màu cái cái màu nào lạ thì là tạo nó màu cam đi ha. Đây màu cam. Ok và đây luôn. Okay? cái Cái con giá của nó là 71 300 màu cam. Thì đó màu cam này thì mình sẽ xóa nó luôn và mình sẽ đổi nó thành cái màu cam đậm hơn. Đậm hơn. Ok. Hai màu cam này là cái màu quan trọng nó nói lên câu chuyện xuống hoặc lên ngay bây giờ ok và vừa rồi là mình cộng cho bạn thêm cái cái chống lưng này nữa đây mình vẽ sẵn luôn rồi nếu nó chống được ở cái vùng 80 mươi okay, sáu uh, thì nếu nó chống được thì nó sẽ lên tiếp có nghĩa là sóng số đỏ sóng đỏ được diễn ra ok đây là sóng số 2 ok về đếm sóng đỏ nghe dòng sóng đỏ thì đây là sóng số 2 nó sẽ rơi vào nó sẽ nằm trên con giá 68.200 lúc nó hồi nếu nó có hồi ok nếu nó hồi giữ được này, là lên tiếp là sóng số 3, sóng số 4, sóng số 5 thì nó sẽ lên tới cái vùng 81 lận, 81 lận. Còn nếu mà nó rớt xuống, đúng không? Lúc lúc mà rớt xuống, cái đóng nó rớt xuống mà nó rớt dưới con giá 80 68.250. Ok, số 68.250 thì xác suất là đã được tăng là nó rơi, nó rơi, nó không phải là sóng số 2 nữa. Ok, sóng số 2 phải lên 3 nhưng mà nó rớt dưới con giá này có thể là nó sập luôn. Ok, sập luôn. Okay. Thì mình đang trong một cái giai đoạn gọi là phải đợi nghe nhớ là không phải nghe nhớ là đã đã bay rất nhiều rồi trong những cái giai đoạn vừa rồi bạn có thể thấy nghe thì cho những người nào mới bỡ ngỡ người ta mới nhảy vô người ta nói ôi tại sao nó không bay tôi vừa rồi nó bay quá trời mà nó bay quá trời nó bay từ 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 17.300 Đen uh, đề nhiều bắt đầu chia sẻ từ 17.300 đến giờ nó nó bay quá trời mà tại sao mình mới vô mình mới vô tham gia cái nền tảng hay là mình mới vô tham gia cái thị trường là nó đóng băng bởi vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ đóng băng lúc nào cũng vậy hết nghe nó đi lên rất nhiều rất nhiều, sau đó nó nó sẽ đi ngang một thời gian. Ok, cũng giống như nó sẽ đi lên rất nhiều, rất nhiều, sau đó nó sẽ đi ngang một thời gian. Ok, thì những cái đợt đây là những cái đợt tụi rồi mình đã cho bạn thu gom, lúc 19.500, lúc 25.500, 25.500 đợt 2, ok, à, 30 mấy ngàn, ok, 30 mấy ngàn, ok. Và bây giờ là nó lên tới nó lên tới 70 mấy ngàn. Nhớ cho những người nào chơi spot nha. À uh, tới từ đây tới cái há viền xác à, suất là nó sẽ đi ngang xác suất là nó đi ngang nghe nó đi ngang là nhiều nghe cho những người nào không biết cho uh, trong cái nhóm đầu tư dài hạn thì mình đã chia sẻ những cái thứ đó rồi ok ngang ngang xuống rồi sau đó nó mới lên ok nó theo cái thứ tự như vậy ngang thì nó đang đã đang ngang rồi rồi sau đó là xuống rồi sau đó nó mới lên nhớ hai cái trường hợp á con con giá 90 100 á xác suất xảy ra cao ok sẽ ra cao Ok. Một là nó đi thẳng lên luôn ngay bây giờ. Hai là nó xuống tới cái vùng chống lân 61.800. 50 800 61.800 50.800 rồi sau đó nó cũng vẫn lại quay lại. Cái nó vẫn quay lại cái gì? Nó vẫn quay lại cái con giá 90.000, 100.000. Vậy thôi. Ok. Gọi là một là lên thẳng, hai là xuống đã rồi lên. Một lên thẳng, hai là xuống đã rồi lên. Để ý chỗ này, đây là cái cái đỉnh vừa rồi của nó đúng không? Con con giá là 71.300. Có đánh vợ được hay không? Không, không, sau đó là nhớ là con giá đó. kế tiếp nó phải đánh vỡ là con giá 71.000 71.600 Đúng không? thì nó sẽ chọn lựa chọn lựa vẫn có là vẫn có thể mà, mà vẫn, vẫn có thể là nó chọn lựa cái cái sóng C này thôi nghe sóng số 5 này thôi lên đâu khoảng 73 76 rồi sau đó là hồi lại hồi lại 73 76 rồi sau đó hồi lại tới cái vùng này cái vùng thủ gom cái okay. xác à, suất ngay bây giờ gọi là vẫn là 50 50 nghe 50 50 bởi vì là mình cho cái đỉnh sát nhất của nó là 71.300 và vừa rồi là nó chưa đụng được tới. Nó gần đụng được tới bạn có thể thấy là nó lên nó lên tới nó lên đây bạn có thể zoom vô là nó chỉ là một cái râu thôi. Một cái râu thôi. Có nghĩa là nó yếu, nghe, Nó yếu, nó chưa ra một cái quyết định nhưng mà nó đánh vỡ đây. Chỉ đánh vỡ 71.300 thôi thì xác suất có thể tăng là nó sẽ chọn cái con đường lên 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 là nó sẽ chọn cái con đường có thể là cái sóng số số 5, số 5 ok số 5 xanh được diễn ra thôi Nha. Số 5 này sóng C này được diễn ra nhớ đây là sóng C là sóng số 5 sóng C là sóng B sóng số 5 và sóng C là sóng nhỏ của sóng B thôi rồi sau đó là cái sóng C sẽ được diễn ra ok nhớ cho những người nào mới va chạm với cái tình trạng mới tham gia bạn phải coi những cái tập vừa rồi coi bỏ thời gian ra coi những cái tập vừa rồi xác thực tín hiệu xác thực tín hiệu xác thực tín hiệu ok và giúp mình chia sẻ cái này nó quá nhiều cái sóng như vậy bạn quá rối bởi vì bạn mới tham gia thôi ok bỏ thời gian ra quay lại những cái tập vừa rồi coi cho nó thấm có nó hiểu 100% rồi đó qua cái tập kế tiếp qua cái tập kế tiếp ok và tranh thủ nhanh để bằng hiểu là chuyện gì vừa rồi đang xảy ra vừa rồi mình chia sẻ nếu bạn coi chỉ có cái video tín hiệu này mà bạn chưa có hiểu thì phải quay lại những cái tập trước đây để xác thực tín hiệu cái thứ hai nữa nó giúp bạn nhà có một cái kiến thức cơ bản ok à, người ta hỏi những cái câu là làm sao em có kiến thức ok chỉ coi chỉ coi những cái tập vừa rồi rồi sau đó nó thấm vào trong máu thì chắc chắn là tự nhiên là uh, bạn sẽ đem cái kiến thức này bạn đi áp dụng vào những cái đồng khác bạn có thể vẽ được những cái chọi này chọi nọ Ở cái hình hài này thì xác suất nó tăng lên bao nhiêu uh, cái hình hài kia thì xác suất nó sẽ giảm nó nó sẽ sập hay là vân 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 ok thì uh, bạn phải qua một sự trải nghiệm ok một một sự trải nghiệm qua kinh nghiệm coi 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 coi, coi nó thấm vô trong máu tự nhiên nhớ cái bộ não của mình nó, nó ghi âm lại tất cả mọi thứ nó không sót một cái thứ gì hết nó nằm ở trong đó OK và tự nhiên sau khi một thời gian như vậy đó thì cái kiến thức cơ bản bạn có bạn có thể áp dụng vào những cái đồng khác OK vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này OK nếu tìm tìm được kiến thức OK ấn vô cái con tay bên dưới cho mình ấn vô cái chữ thích cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chào.